Hồi thứ 35, ngày vui nhộn nhịp đóng giả Bồ Tát Quan Âm, đêm thu lại dài khóc thật chiêu quân qua ải. Từ rằng môi kim thổ quyết, để ai đó một người vui thích, một chút ơn vắt óc nghĩ trò lố lăng kỳ quặc, ngoài ải hoa vàng ca réo rắt, tù và dương liễu phô thanh sắc, gió càng cao biên tái rủi dòng thân gái, người quốc sắc trăng như lụa trời như ngọc, lã lướt sai ngổn ngang tiệc, quần hồng ngựa cởi như bay, lời thề biển rộng sông dài miên man, má hồng đẫm lệ quan sang. Sự vui sướng trong trời đất thật không biết thế nào là cùng. Tấm lòng của phụ nữ thì lại càng lạ lùng, khiến cho dù có bậc anh hùng hảo hán khí phách hiên ngang, cũng dễ thành đống xương khô tan tác những trò chơi. Huống chi lại là loại vua chúa hoang dâm thì làm sao mà giữ cho trọn vẹn được. Lại nói Dượng Đế cùng Tiêu Hậu, sáng ngày hôm sau mãi tới giờ ngọ mới ngủ dậy, liền truyền cho Ngự Lâm quân đem đến 1.000 con ngựa sắp sẵn yên cương, 500 con đến chờ trước cửa cung, 500 con trực sẵn ở cửa Tây Uyển. Lại sắc cho quan Lộc Tự trong Tây Uyển, các lầu các viện đều phải sắp sẵn đầy đủ mọi thứ, để bất kỳ chỗ nào cũng có thể mở tiệc rượu thết đại các phi tần cung nữ. Chẳng mấy lúc mặt trời đã lặn về Tây, vành trăng tròn dần dần nhô cao khỏi đường chân trời. Dượng Đế cùng Tiêu Hậu sau khi ngự tiệc rượu chiều, thấy thanh long bào tay dắt tay ra khỏi cửa cung, nhìn trăng sáng như lọc, sông ngân lấp lánh, cả hai đều hớn hở trăm phần, cùng trèo lên ngoạn nguyệt hương xa. Trong xe có đến 2 hàng ghế ngồi, các màn che 4 bên xe đều được cuốn cao, 2 bên thành xe còn có thể đủ chỗ cho mấy phi tần cung nữ hầu hạ rượu trà. Cung nữ được lệnh cưỡi ngựa chia làm 2 đội, một đội đi trước dẫn đường, một đội đi sau hộ vệ, vừa đi vừa ca hát đàn địch. Lại trong trăng sáng như là ban ngày, soi rõ đường ngự đạo rộng thênh thang, cung nhân đều ăn mặc lộng lẫy, ngồi trên ngựa bọc toàn lụa là gấm vóc, tiếng tỳ tiếng trúc rộn ràng từ đại nội kéo thẳng sang Tây Uyển. Dượng Đế ngồi trên hương xa, nhìn ra cảnh hoa lệ bên ngoài, mặt mày hớn hở nói với Tiêu Hậu: từng nghe thuở xưa Chu Mục Vương cởi ngựa Bát Tuấn cùng với Tây Vương Mẫu đi ăn yến ở Giao Trì, nữ nhạc hòa theo, nghìn năm coi đó là chuyện đẹp đẽ hiếm có, nhưng cứ như trẫm nghĩ cũng đến như cảnh này là cùng. Tiêu Hậu cười thưa: chuyện Giao Trì, Lãng Uyên đều là những chuyện hư ảo không đáng tin. Cuộc du ngoạn đêm nay mới là cảnh thật ở Giao Trì của bệ hạ vậy. Dượng Đế cười đáp: nếu cuộc vui đêm nay mà là cuộc yến tiệc ở Giao Trì thì trẫm chính là một thiên tử, còn Quan Hậu chính là Tây Vương Mẫu. Tiêu Hậu lại cười: nếu thiết là Tây Vương Mẫu thì lại làm bệ hạ phải khổ sở vì nhớ Đổng Song Thành cùng Hứa Phi Quỳnh mà thôi. Cả hai đều nhìn nhau mỉm cười. Chẳng bao lâu hương xa đã vào đến cửa Tây Uyển, các viện đều có các phu nhân dẫn cung nữ ra nghênh giá, viện nào cũng ca hát đàn địch hết đội này đến đội khác, lũ lượt kéo mãi không hết. Toàn là các đội cung nữ kéo đến trụ Tất Đình nghênh Tiên Kiều, rồi tụ lại ở xứng Tình Hiên. Hiên này có 8 cạnh, vừa cao vừa rộng, nền đài đều xây bằng đá trắng, có thể chứa một lúc hàng ngàn người. Bên trong trang hoàng gấm vóc phủ kính, đèn nến thắp sáng trưng. Dượng Đế xuống xe hương xa, các cung nữ xuống ngựa vào hiên. Dượng Đế đưa mắt nhìn, chỉ thấy có 14 vị phu nhân, mà chẳng thấy Hoa Bạn Hồng ở viện Thúy Hoa cùng Hạ Quỳnh ở Quỳnh viện Y Âm đâu cả. Bèn hỏi Tần phu nhân ở viện Thanh Tu: vì sao ta không thấy Hoa phu nhân cùng Hạ phu nhân ở đâu? Tần phu nhân thưa: cả hai phu nhân sẽ sắp đến.
Dượng Đế đang định hỏi thêm, bỗng nghe tiếng nhạc rất lạ tai, mỗi ngày một gần. Các cung nữ ùa ra thì thấy một chiếc kiệu đi lại. Ô đẹp chứ kìa! Dượng Đế cùng Tiêu Hậu bước lên nguyệt đài nhìn ra cho rõ, thì thấy hàng chục lá cờ ngũ sắc tiến lại. Trên cờ lại có một chiếc đèn lồng màu đỏ do cung nữ ngồi trên ngựa cầm, đội cờ quạt đi qua, lại thấy đến 7-8 người đội mũ lông chim, trông chẳng khác gì Trần Diệu Thương. Tay cầm sên hoặc cầm địch, cầm tiêu ngọc, vừa đàn địch vừa hát khúc thanh dạ du. Theo sau lại có một người bưng lư trầm, một người bưng khánh ngọc. Trên cầu chiếc kiệu như một tòa núi, bọc bằng lụa trắng óng ánh, chẳng cây mà cũng chẳng lá gì cả, từ từ tiến lại. Trong hàng núi ngồi một Phật Bà Quan Âm, mặt trắng như ngọc, tóc búi cao, dắt đầy thoa vàng trăm ngọc chói ngời. Trước mặt là hai dải lụa xanh quấn quít tung bay ra hai phía, toàn thân phủ một tấm áo màu hồng, cánh áo bay phất phơ trước gió. Một tay thì cầm tĩnh bình, còn một tay thì phất cành dương. Nhìn phía dưới nhìn rõ đôi chân vừa trắng vừa mập mạp. Đứng hầu ngay cạnh là Hồng Hài Nhi, tóc tết dài bỏ ra hai phía, lộ rõ cả hai cánh tay ngà ngọc trắng muốt. Cầm một chùm chuông bát bảo, mặc áo lụa trắng thêu nổi lấp lánh như vảy sừng. Một cái quần màu hồng có đính những hoa nhũ càng nổi bật dưới ánh đèn ánh trăng. Hai chân cũng vừa trắng vừa tròn trĩnh, mặt mày hớn hở ngẩng lên chào Dượng Đế cùng Tiêu Hậu, rồi lại chăm chú đứng hầu Quan Âm. Trước mặt Quan Âm là một án thư nhỏ, trên cắm hai ngọn nến, ở giữa có bày một cái lư trầm hương bài nghi ngút, khoảng 7-8 người khiêng. Dượng Đế tay đặt lên vai của Tiêu Hậu, đang nhìn theo chiếc kiệu vừa đi khỏi, thì một toán người ngựa khác như một đám mây ập đến. Tiếng lại nghe rộn ràng, cả bọn đều hướng về phía nguyệt đài, nghe rõ lệnh truyền. Chúa thượng, quan thượng hiện đang ở đây, các ngươi hãy đi vòng về phía hiên tả, rồi lên viện bằng cửa sau. Chào lễ xong xuôi, Tiêu Hậu mới nói, thì ra là Hoa phu nhân. Hoa phu nhân thưa, xin mời bệ hạ cùng hoàng hậu vào trong viện để mọi người được triều kiến. Dượng Đế đỡ Tiêu Hậu hỏi Hoa phu nhân, ai đóng Phật Bà Quan Âm, rồi ai đóng Hồng Hài Nhi, là cung nữ của viện nào, sao mặt mày xinh đẹp, ăn mặc rực rỡ như thế? Tiêu Hậu vội đáp, người đóng Phật Bà trông có vẻ giống Chu Quý Nhi, còn Hồng Hài Nhi thì có lẽ đó là Viên Bảo Nhi. Dượng Đế cười rồi nói, hoàng hậu nói thế chứ hẳn đã đúng, bởi Quý Nhi cùng Bảo Nhi đều có đôi chân chẳng khác gót sen vàng của Phan Phi. Đằng này cả Quan Âm cùng Hồng Hài Nhi đều có đôi chân rất tròn rất trắng. Hoa phu nhân cười thưa, dạo trước nghe bệ hạ nói, bệ hạ thích những cung nữ có đôi chân vừa trắng vừa đầy đặn, cho nên họ cố giả làm thế để mà vừa lòng bệ hạ đó thôi. Đang trò chuyện thì đã thấy đám giả trang Quan Âm đi vào, lạy chào. Phía sau là hai cung nữ đóng giả Quan Âm và Hồng Hài Nhi. Dượng Đế kéo dậy nhìn kỹ, quả đúng đó là Quý Nhi và Bảo Nhi, bèn cả cười. Đôi mắt hoàng hậu quả không bao giờ nhầm, rõ ràng là hai con bé này. Thế còn đôi chân thì làm thế nào mà cho nó to ra được? Quý Nhi giơ hẳn chân lên, Dượng Đế cúi nhìn, thì ra là đã dùng lụa trắng mà quấn thêm nhiều vòng. Ngay cả những ngón chân cũng vậy, dưới ánh trăng trông chẳng khác gì trời sinh ra như vậy thôi. Dượng Đế lại cười, đúng là bọn này nghĩ ra lắm trò tinh nghịch. Tiêu Hậu ngày thường rất thích Bảo Nhi, nay thấy Bảo Nhi giả thành Hồng Hải Nhi rất là khéo, thì lòng càng yêu mến, liền kéo Bảo Nhi lại gần, ve vuốt đôi tai trắng như tuyết của Bảo Nhi, thấy lạnh như băng liền khuyên, trong vườn sương gió rất lợi hại, các ngươi hãy mặc ngay áo ấm vào. Dượng Đế cũng truyền bảo Quý Nhi, cả khanh nữa, áo khanh mặc cũng mỏng lắm đó. Nói rồi vuốt lên ống tay áo mỏng của Quý Nhi,
Nào ngờ đâu là chỗ vết thương của Quý Nhi ở tai vẫn chưa có khỏi. Dượng Đế đụng đến thì vội vàng rụt tay lại, nhưng Dượng Đế đã sờ được ở phía cổ tay, đeo vòng, thấy có buộc lụa trắng, liền hỏi Quý Nhi: "Tai khanh làm sao mà phải buộc?" Quý Nhi đưa mắt nhìn Tiêu Hậu, cười không nói gì cả. Dượng Đế vốn cũng là người tế nhị, thấy thế liền bỏ tay ra, không hỏi thêm nữa. Tả Hữu lại ồ mào: "Lại một đoàn rất đẹp đang đi đến nữa kìa." Dượng Đế cùng Tiêu Hậu vội bước ra hiên nhìn lên phía cầu, dẫn đầu đoàn người đến 10 cô gái người Hồ, mặc áo chèn vừa ngắn vừa chật, mỗi người đều đánh đàn tranh hoặc đàn nguyệt, có người lại thổi kèn, tiếng nghe thật não nụt ai oán, thỉnh thoảng nghe cả tiếng phách gõ nhịp nhàng. Phía sau là hai hàng cung nữ, bốn cung nữ cởi ngựa đánh đàn tì ba, vây lấy Chiêu Quân vào giữa. Chiêu Quân đầu đội mũ phiên, có hai cái lông chim dài, dải vàng ngọc phủ trước trán, đùi điều quấn quanh, mặc một áo bào ngũ sắc, hai tay cũng ôm tì bà, đang xem chăm chú. Thấy hạ phu nhân đi tới, Dượng Đế bèn hỏi: "Người đóng Chiêu Quân có phải là Tiết Giả Nhi hả phu nhân?" Hạ phu nhân liền đáp: "Dạ đúng." Rồi chỉ tay vào bốn người chung quanh Chiêu Quân, hạ phu nhân nói tiếp: "Đó là Tuấn Nga, sau là Liễu Nương, kia là Thỏa Nương, sau là Nhã Nương. Bệ hạ định gọi họ lên hiên để đàn hát, hay muốn họ ở dưới đường phi ngựa?" Dượng Đế cười hỏi: "Bọn này chỉ biết đi bộ từng bước, nay làm sao mà lại cởi được cả ngựa?" Lương phu nhân thưa: "Họ đều là học trò của Chu Quý Nhi cả, lúc nào rỗi thì họ lấy ngựa ở trong tàu của Ngự Uyển để tập, ngày nào mà chẳng thế." Phàn phu nhân lại chỉ tay thưa: "Toán phía sau lại là bọn Viên Bảo Nhi đang cởi ngựa tới nữa kia." Thì ra Bảo Nhi Quý Nhi đã ăn mặc đồ cung nữ. Tiêu Hậu cười nói với Bảo Nhi: "Người cũng biết cởi ngựa nữa hay sao? Ta không thấy tập bao giờ cả." Dượng Đế vỗ tay: "Hay lắm, hay lắm. Trước đây trẫm có sai Bùi Cử đổi cho người Hồ ở Tây Vực một con ngựa hay lạ lùng, người mà cởi thì hợp lắm, không biết có đem tới đây hay không?" Tả Hữu thừa: "Đã đem đến và chờ sẵn ở đây." Dượng Đế truyền: "Tốt lắm, mau dẫn ra đây." Tả Hữu vội kéo một con ngựa ra trước hiên. Bảo Nhi cười cười thừa: "Tiện thiếp cưỡi không có đẹp, xin bệ hạ hoàng hậu cùng các phu nhân đừng có cười." Hai chân xỏ ngay vào đôi giày mũi cong, thắt thêm một dây lụa màu xanh biếc vào lưng, chạy đến bên con ngựa, một tay trắng như tuyết giơ lên đặt vào yên cương ngựa vàng, cũng chẳng cần nhảy lên bàn đạp, nhẹ nhàng nhún một cái rồi ngồi ngay ngắn lên trên yên. Dượng Đế thấy thế thích chí khen: "Cách lên ngựa như thế thì thật là tuyệt diệu." Hạ phu nhân liền truyền lệnh: "Hãy cởi dạo một vòng, sau đó sẽ lên hiên đàn hát." Dượng Đế liền khiêng long ỷ ra ngay bên hiên, cùng Tiên Hậu ngồi xem. Xung quanh là các phu nhân cung nữ. Bảo Nhi cởi ngựa ô truy phi như bay, theo sau là một đoàn cung nữ ra roi đuổi theo, lại thêm một toán cung nữ khác. Ngựa bước thong thả theo đường trong Ngự Uyển đầy bóng cây tre, vừa đàn vừa hát. Dượng Đế thấy thế hớn hở phán: "Thế này mới thật là quyền diệu, các khúc đàn hát kia không phải là khúc thanh dạ du của trẫm thì phải, mà là khúc nào khác vậy, nghe cũng rất là du dương." Sa phu nhân thừa: "Đấy là do hạ phu nhân bày cho họ đóng Chiêu Quân xuất tái nên phải tự đặt ra tái ngoại khúc, dạy cho họ hát thật nhuần thục, nghe cũng rất là nhịp nhàng." Dượng Đế không kịp hỏi lại, chỉ giơ tay vẽ vẽ hình gì đó lên trên không, bỗng thấy khoảng 20 cung nữ cởi ngựa, chẳng chia đội ngũ gì cả, như một đám mây ập tới, hồng có, xanh có, cả vàng cả trắng, nhốn nháo rất là vui mắt. Rồi cả bọn lần lượt vào góc hiên Tây Nam, vây lấy Chiêu Quân vào giữa, giao tất cả nhạc cụ lại cho cung nữ, rồi quay ngựa ra khỏi hiên, phi về phía Tây Bắc cùng nhau đứng thành hàng, chỉ còn lại trước thềm Chiêu Quân với Bảo Nhi.
Cả hai đều nai lịch gọn gàng, người phi về phía phải, người phi về phía trái. Hai tay giơ cao, những dải lụa màu bay phấp phới, lúc bên phải, lúc bên trái. Bỗng thấy chiêu quân bay như một ánh chớp, đến nỗi Dượng Đế, Tiêu Hậu cùng chúng phu nhân đều nhóm cả dậy rướng mà nhìn theo. Nhìn chẳng rõ là người hay ngựa, chỉ thấy một đám mây trắng hạ xuống, một vùng tuyết cũng trắng. Lại thấy Bảo Nhi như bay, lao thẳng sang, ngồi vững vàng trên ngựa, từ phía phải chạy lại. Tiếng thanh la, tiếng trống rộn ràng, hai ngựa hai người lại như một con thoi, vút phải vút trái, gặp nhau ở giữa hiên, có đến ba bốn vòng như thế. Bảo Nhi cùng Giả Nhi mới theo nhịp nhạc tấu rộn ràng rời khỏi yên ngựa, một chân đạp vào bàn đạp, còn chân kia giơ ra khoảng không, nửa người dựa vào thân ngựa, một tay níu vào yên ngựa, còn một tay lại ra roi. Ngựa lại thay nhau chạy lúc phải lúc trái, khác nhà nào như chim yến xuyên trong đám hoa. Cuối cùng cả hai dừng lại giữa hiên, Dưỡng Đế vừa kinh ngạc vừa sung sướng vỗ tay cả cười: thật đúng là kỳ quan. Tiêu Hậu cùng mọi người đều tỏ lời khen ngợi. Cả bọn lúc này mới xuống ngựa bước lên hiên. Dưỡng Đế cùng Tiêu Hậu đều đứng dậy đón. Tần phu nhân thưa: xin bệ hạ hãy chờ một lát, chúng mỹ nhân sẽ đàn hát tái ngoại khúc, chỉ sợ bệ hạ đến mắt hoa đầu váng mất mà thôi. Dượng Đế đang định trả lời thì đã thấy Giả Nhi dẫn cả bọn cung nữ vừa phi ngựa vừa đến trước lại chào. Dượng Đế vội xua tay rồi kéo Giả Nhi đứng dậy, thấy rõ ràng nhan sắc chẳng kém gì chiêu quân thuở trước. Dượng Đế vuốt ve âu yếm Giả Nhi rồi khẽ nói: Giả Nhi thật tài thật đẹp, trẫm làm sao mà hiểu được khanh lại có nhiều điều xuất chúng đến như vậy. Nếu không có hoàng hậu nghĩ ra cuộc chơi này thì đến hàng nghìn năm trẫm cũng chẳng làm sao mà biết được. Bèn rút từ trong ống tay áo ra một cái quạt hỗn kim cung phiến, ở thu quạt có đeo một hạt ngọc để giữ cho quạt khỏi rơi, bàn cho Giả Nhi. Giả Nhi tạ ơn rồi nhận quạt. Tiêu Hậu liền hỏi: sao không thấy viên Bảo Nhi? Dương phu nhân chỉ tay thưa: Bảo Nhi đang trốn sau lưng của hoàng hậu kia kìa. Tiêu Hậu quay lại rồi cười: người học bao giờ mà cưỡi ngựa giỏi đến như thế, cũng phải thưởng công khó nhọc của ngươi mới được. Dượng Đế nghe thấy liền cười: không phải trẫm bên trọng bên khinh, nhưng trẫm lấy gì nữa để thưởng cho Bảo Nhi bây giờ? Thôi được rồi, để trẫm vay của hoàng hậu một vật gì vậy? Tiêu Hậu vội vàng giơ tay rút một cành trâm ở trên đầu mình đưa cho Dượng Đế. Dượng Đế cầm ban cho Bảo Nhi. Bảo Nhi lại không tạ ơn Dượng Đế mà lại quay ra tạ ơn Tiêu Hậu. Tiêu Hậu vội ngăn lại. Dượng Đế cười mắng: cái con bé này gớm thật, cả gan đến như thế kia. Giả Nhi cùng chúng phu nhân đang dở tỳ bà ra để đàn hát thì Dượng Đế phán: hãy khoan đã, bảo bọn nội thị hãy đem nhung gấm rải khắp trong hiên, rồi kề đôn hoa cùng án thấp bài tiệc rượu ngồi ngay trên nền điện này. Tả hữu lĩnh ý chỉ, bày biện xong xuôi rồi ra mời Dượng Đế cùng Tiêu Hậu, vua cùng hoàng hậu ngồi ngay hướng chính nam, trên hai chiếc đôn hoa thấp đông tây hai bên, mỗi bên là bốn bàn tiệc, đều dùng đôn hoa thấp là chỗ ngồi của các phu nhân 16 vị. Cùng với viên quý nhi, Dượng Đế lại sai bọn nội thị bài tiệc rượu thứ hai. Cũng ngay bên cạnh trong hiên, ban cho Giả Nhi ngồi đối diện, còn các mỹ nhân thì cứ thế ngồi xếp bằng hai trên nền nhung. Ngay trên nền nhung, Dượng Đế phán: đêm nay so với các cuộc vui trước thì thật xứng ý hơn nhiều, hoàng hậu cùng các phu nhân không thể không uống cho thật say. Lại nói với các mỹ nhân: các khanh cũng phải uống vài chén, sau đó hãy đàn hát cho giọng thêm ngọt ngào say sưa. Cười cười nói nói, uống một hồi, bọn Giả Nhi ôm tỳ bà đứng chờ sẵn. Dượng Đế nói: bài từ Thanh Dạ Du của trẫm lúc mới đến đã nghe đàn hát mấy lần rồi, giờ chỉ cần nghe tái ngoại khúc
của hạ phu nhân nữa là được. Hạ phu nhân thưa, sao lại có thể như thế được, thưa chúa thượng? Lẽ đương nhiên là phải trình bài của chúa thượng trước đã. Dượng đế nhân nhượng, bài của trẫm hãy cứ để sau đã. Thế là các mỹ nhân bắt đầu đàn hát. Đầu tiên Chiêu Quân ôm đàn tỳ bà hát một khúc, lời ca như cuộn lấy mái hiên. Sau đó bốn cung nữ đóng người hồ cũng đàn tỳ bà hòa theo. Khúc đầu tiên là bài từ Phấn Điệp Nhi: Trăm lại quân vương, thiếp tôi xin nghìn lại quân vương. Ấy từ ai đó vẽ đường tanh hôi, chẳng ai giúp nước cứu đời. Cống hồ nhi nữ uổng đời quần thoa, đất thiền vô tích mù xa. Mối sầu đứt ruột tỳ bà lệ tuôn. Nhan Hồi, học trò giỏi nhất của Khổng Tử thời Xuân Thu, còn gọi là Nhan Uyên, sống thanh bạch, cơm một dẻ, nước một bầu, trong ngõ hẹp. Thương thay Nhan Tử dở dang, 31 tuổi tách đường công danh. Rút một tiếng còi, thương cha nhớ mẹ, vua đòi phải đi. Một bước núi hộ, một bước núc dĩ, rời phòng khuê rầu rĩ phong sương. Thơ hồng nhan mình tự thương, phong quang thiên tử Chiêu Dương huy hoàng. Các mỹ nhân hát nghe, lên bỗng xuống trầm, du dương êm ái. Dã Nhi hát lại càng nghe nỉ non, như than như khóc. Cứ dạo một khúc tỳ bà lại hát một lượt. Dượng đế rất bằng lòng, vừa khen vừa uống hết chén rượu này đến chén rượu khác. Tiêu Hậu nói với hạ phu nhân: Khúc này là từ ngoài ải xa, Chiêu Quân thương cha nhớ mẹ, nghĩ đến thân phận của mình. Phu nhân cứ hết lòng nghĩ ngợi nên nghe hay lắm. Đến khúc thứ ba là khúc gì vậy? Hạ phu nhân thưa: Khúc Thạch Lưu Hoa tâu hoàng hậu. Lãnh cung cô quạnh tiếng oan ương, hoa mộng trăng khuya vẫn vắng trong. Đừng bảo móc mưa ơn thánh đế, gieo mình vạn dặm bãi hoang lương. Khoe nhà Hán đường, đường thiên tử, cũng đua đòi diệu kế Chu Lan. Công lao tướng sĩ ải quan, khoanh tay để mặt hổ lan điên cuồng. Kèn hồ một khúc véo von, qua sông xa để muôn dòng lệ xa. Bài thứ tư là Hoàng Long Cổn: Buồn một nỗi hiền vương trên ải, ôm lòng thương thân gái lên đên. Hán triều hoàng đế ương hèn, chia tay sùi sụp từng phen ngập ngừng. Người hoa vàng dặm nghìn đằng đẵng, mây trắng đùng đuổi vướng áo hồng. Bụi mù mịt chẳng buồn trong, mày cong cong chết lệ ròng ròng xa. Dượng đế nghe đến mê mẩn tâm thần, chẳng còn biết trời đất là gì. Tai nghiêng nghiêng như lắng nghe, như thức như ngủ, như tỉnh như mê. Nhưng vẫn thấy Tiêu Hậu cùng mọi người vừa nghe, vừa xem vừa lại sụt sùi, giọt đầy giọt vơi. Dượng đế khẽ hỏi trống không: Tại sao các khanh lại khóc đến như thế? Nay chỉ mới xem cảnh giả mà còn như vậy. Nếu chẳng may gặp phải bước này thì tấm thân sẽ còn ra sao? Tiêu Hậu đáp: Ngày trước chỉ mới hầu phi tử mất, mà đến nỗi bệ hạ còn xử chết cả đình thần. Đừng nói là kẻ quốc sắc thiên hương, mà ngay cả đến cung nữ bình thường cũng không thể để rơi vào tay kẻ khác cho được. Dượng đế xua tay: Thôi đừng nói nữa, hãy nghe họ hát kia đã. Giờ là khúc Tiểu Đào Hồng: Nhớ quê trong mộng mà thôi, cụ trùng cũng chẳng đói hoài nữa đâu. Ngày mai ngựa tới trước liều, thế thôi hết thấy đất trời quê hương. Lòng tơ rối cung thương lỡ nhịp, ba sinh này duyên kiếp còn đâu. Cầu mong bình trị một câu, bốn phương phẳng lặng dài lâu thái bình. Cả trăm đàn tỳ bà đều nhất loạt nức nở ai oán, nghe chẳng khác nào gió thổi qua bờm ngựa, cát vải vào thanh la, để cuối cùng dồn dập vút lên cao rồi tắt hẳn. Dượng đế đứng lên nói với Sa phu nhân: Quá là tài tình, quá là tài tình. Lấy văn từ của khúc này để kết thúc thì quả là vượt xa khúc Thanh Dạ Du của trẫm. Lại còn thấy phu nhân thật mẫn tiệp tài tình. Sa phu nhân thưa: Toàn những lời quê mùa dân giả, có gì đâu mà chúa thượng lại khen. Tiêu Hậu nói:
Khúc này từ ý đều thật trọn vẹn, không thay được một chữ. Đó là công khó nhọc của Sa phu nhân. Suốt cả ngày nay, đêm qua, người đã nghe khúc này, càng thấy nghĩa nặng tình sâu của bệ hạ. Tưởng bệ hạ cũng nên thưởng công khó nhọc cho Sa phu nhân mới phải. Dượng đế đáp, thì trong lòng trẫm cũng nghĩ nhất định phải thưởng rồi. Bảo Nhi liếc nhìn Dượng đế rồi thưa, thì từ lâu bệ hạ đã thưởng rồi còn gì. Dượng đế cười mắng, cái con bé này không được hổ. Hãy chờ đó rồi ta sẽ phân xử đến nhà ngươi. Mọi người cùng cười, rồi lại thay hóa trang, ngồi xuống chỗ cũ. Tiếng nhạc nhẹ nhàng, bài thanh dạ du được cất lên. Dượng đế vội xua tay phán, người xưa nói phải biết dừng lại đúng chỗ. Dẫu có vui khác đi nữa, trẫm cũng không dám thưởng thêm. Các khanh hãy đem chén lớn ra đây, trẫm uống vài chén nữa nào. Tiêu Hậu nhắc, trăng đã sắp lặn, ai nấy cũng nên sửa soạn về cung thì vừa. Dượng đế truyền cho nội thị, hãy bày thêm yến tiệc ở Vạn Hoa Lâu. Các cung nữ đều cởi ngựa, mỗi người cầm một cái đèn lồng, chia ra làm hai đội. Một đội thì theo hoàng hậu đi đường trước núi, một đội thì theo trẫm đi phía sau núi, đều kéo về giữ yến tiệc ở Vạn Hoa Lâu. Rồi lúc đó ai hãy về cung nấy. Chẳng mấy chốc, bên hàng vạn ngọn đèn lồng được thắp lên, chẳng khác gì sao xa sáng rực trước hiên, ánh hắt lên trên cây cối, lầu cát đầy vẻ lung linh huyền ảo. Dượng đế Tiêu Hậu ra khỏi hiên, cùng lên xe loan xe rồng. Một lúc, các phu nhân quý nhân mỹ nhân đều thong thả lên ngựa. Đi khoảng được một dặm, Tiêu Hậu từ trên xe nhìn ra, đều thấy các phu nhân mỹ nhân đã có ở trước mặt. Tiêu Hậu vội dừng xe, truyền lệnh các mỹ nhân, chúng phu nhân đi với ta là đủ rồi, các người phải đi theo xe của chú thượng. Cớ sao lại dồn hết cả vào đây? Chú thượng mà thấy không có người theo hầu, chẳng trách gì các người mà lại cho lỗi ở nơi ta. Hãy đợi kéo chú thượng nổi giận bây giờ. Các phu nhân đều tán đồng, hoàng hậu thật là chu đáo. Vì vậy các phu nhân thì vây theo xe của Tiêu Hậu, còn các mỹ nữ thì dừng ngựa chờ xe của Dượng đế. Dượng đế lúc này đi đường sau núi, thấy các phu nhân mỹ nhân đi theo xe Tiêu Hậu hết, nên cũng lấy làm phiền trong lòng. Nhưng sợ lâu quá Tiêu Hậu chờ không thấy thì sẽ nghi ngại gì chăng, nên cũng phải lên xe đi tiếp thành một đoàn. Nhưng trong lòng vẫn không thấy thư thái, liền xuống xe nhảy lên ngựa, vòng quanh núi mà đi. Thấy phía chân núi một người một ngựa, một đèn lồng đi tới. Dượng đế nhận ra là Thỏa Nương. Thỏa Nương vội vàng xuống ngựa, Dượng đế vội ngăn lại rồi cầm tay hỏi, cái con bé dẻo miệng này định ở chân núi này để làm nữ cương đạo hay sao? Thỏa Nương thưa, cương đạo thì không làm được, nhưng thiếp vì sương gió lạnh trên người thì lại toàn áo mỏng, chả như kẻ khác có người thương nên phải quay về viện mặc thêm áo ấm rồi mới quay trở lại. Dượng đế vừa cười vừa mắng, thật đúng là dẻo miệng, trẫm đâu có không thương các khanh mà các khanh lại nói như vậy. Thỏa Nương cười thưa, vừa rồi thiếp nghe Bảo Nhi kể chuyện bệ hạ đã vuốt cánh tay của quý nhi, vô cùng thương cảm, cho nên thiếp đùa bệ hạ vậy thôi. May mà bệ hạ không bắt tội, không biết hoàng hậu cùng các phu nhân đâu hết cả rồi. Dượng đế đáp, khanh chẳng cần tìm họ, đi với trẫm cũng được rồi. Trẫm đang có chuyện muốn hỏi khanh ngay bây giờ đây. Thế là hai ngựa cùng đi song song. Dượng đế mới hỏi, trẫm hỏi khanh, cánh tay quý nhi vì sao mà phải buộc lụa như thế? Thỏa Nương đáp, cánh tay quý nhi chỉ vì bệ hạ, sao bệ hạ không hiểu mà còn phải hỏi thiếp? Dượng đế nghe thế liền ngạc nhiên hỏi tiếp, trẫm làm sao mà hiểu được, tại sao lại vì trẫm? Khanh hãy nói ngay đi. Thỏa Nương đáp, thiếp không nói, bệ hạ cứ đi hỏi quý nhi thì sẽ rõ ngay thôi mà. Dượng đế dọa, khanh mà không nói ngay, trẫm sẽ không để khanh yên đâu. Thỏa Nương không biết phải làm thế nào, nên đành phải đem hết mọi chuyện kể lại. Dượng đế đau ốm mê man ra sao, rồi quý nhi lại cắt thịt mình, lén bỏ vào trong siêu thuốc như thế nào, kể hết lại cho Dượng đế nghe. Chuyện kể vừa xong thì thấy phía sau 7-8 ngựa phi tới.
Dượng Đế quay đầu lại thì thấy bọn mỹ nhân Tuấn Nga, bèn lớn tiếng hỏi: "Các khanh sao giờ mới đến nơi đây?" Giả Nhi cười thưa: "Hoàng hậu sợ bệ hạ giận nên sai chúng thiếp phải quay trở lại hộ giá." Quý Nhi tấm tức thưa tiếp: "Thiếp đã nói với mọi người là bệ hạ đi theo đường sau núi này mà không đi theo đường lớn đâu. Nhưng mấy cái mụ nhà quê này không chịu nghe theo, làm phải đi bao nhiêu đường vòng." Bảo Nhi ngồi trên yên cương: "Mấy chị này bị em lừa một bữa, nhớ cho đến già đấy nhé." Dượng Đế phán: "Thôi được rồi, các khanh đi dẫn đường đi." Vừa nói vừa níu lấy ngựa của Quý Nhi rồi nói tiếp: "Còn khanh thì cứ từ từ đi sau với trẫm." Các mỹ nhân nghe thấy thế bỏ Quý Nhi lại sau rủi ngựa đi lên trước. Dượng Đế thấy các mỹ nhân đã đi cách xa đến một tầm tên bắn, liền cho ngựa đi sát ngựa của Quý Nhi rồi khẽ nói: "Khanh mau sang ngồi cùng ngựa với trẫm, trẫm muốn nói chuyện với khanh." Quý Nhi vội nhảy qua khỏi ngựa, Dượng Đế đỡ cho Quý Nhi cùng ngồi trên yên ngựa của mình. Quý Nhi vứt dây cương cho cung nhân theo hầu cầm. Dượng Đế liền vội vàng hỏi Quý Nhi: "Trẫm làm sao mà biết được tấm lòng yêu mến chủ của khanh đến như thế? Nếu vừa rồi Thỏa Nương không nói cho trẫm hay thì thật là phụ cả lòng sâu nặng của khanh." Nói rồi luôn miệng xuýt xoa cảm thán: "Chỉ còn thiếu rơi nước mắt nữa mà thôi." Quý Nhi thưa: "Tiện thiếp chịu ân lớn của bệ hạ, dẫu có quên cả thân mình cũng chẳng tiếc. Phương chi chỉ là một việc nhỏ mọn như vậy, nhưng thật là chị Thỏa Nương, thiếp đã ân cần dặn kỹ, thế mà vẫn không nghe. Vẫn cứ kể lại cho bệ hạ biết, nay xin bệ hạ hãy thủ khẩu như bình, chẳng bao giờ mà nói ra. Chỉ cần có một người biết thì hoàng hậu cùng các phu nhân đều sẽ nói thiếp là xảo trá, làm như thế là để được bệ hạ sủng ái riêng mà thôi." Dượng Đế đáp: "Cung nữ khắp trong cung hàng nghìn hàng vạn, nhưng trẫm xem chẳng có ra. Chẳng qua chỉ là để mua vui nhất thời, làm sao có kẻ nào mà thật lòng yêu mến như khanh được. Nếu nay trẫm cất nhắc cho khanh ngay, chỉ sợ mọi người ghen ghét, rồi khanh cũng khó mà sống cho yên ổn. Nay trong người trẫm may sao lại có thắt chiếc đai ngọc, là vật truyền từ đời này sang đời khác, đáng giá nghìn vàng, trẫm ban cho khanh mà giữ lấy." Rồi rút từ trong lưng ra đưa cho Quý Nhi, rồi lại nói tiếp: "Mai sau lúc trẫm đã về chầu trời rồi, khanh lúc ấy vẫn còn xuân sắc, trẫm sẽ viết di chỉ, khanh tìm lấy một người chồng xứng đáng để suốt đời có chỗ nương tựa." Quý Nhi nghe xong liền rút đai ngọc ra thưa: "Bệ hạ nói thế thì thiếp không dám nhận, xin bệ hạ hãy cầm lại đai ngọc này." Dượng Đế vội hỏi: "Vì sao vậy?" Quý Nhi thưa: "Thiếp nghe tôi trung không thờ hai chúa, liệt nữ không lấy hai chồng. Thiếp tuy phận ti tiện nhưng cũng ít nhiều hiểu được đạo nghĩa. Chẳng cần phải nói lúc bệ hạ đang khang cường, mà dẫu mai kia bệ hạ có trăm tuổi, xảy ra những đổi thay không ngờ đi nữa, nếu thiếp vẫn trộm sống ở đời này, kéo dài mạng già của mình, bỏ cả nhân luân thì thật không đáng làm người." Nói xong nước mắt ứa đầy, Dượng Đế thấy thế cũng không ngăn được, nghẹn ngào nói trong nước mắt: "Khanh đã nghĩ đến chuyện thủy chung đến như vậy, trẫm xin nguyện cùng khanh sẽ được làm vợ chồng kiếp sau." Rồi chỉ lên trời mà thề: "Đại tùy thiên tử Dương Quảng cùng với mỹ nhân Quý Nhi, họ chu tình sâu nghĩa nặng, xin trăng sao hãy chứng cho, xin thề kiếp sau sẽ kết làm vợ chồng để vẹn duyên tình. Nếu trái lời nguyện không đáng làm người, phải vùi lấp nơi ngồi rảnh." Quý Nhi thấy Dượng Đế thề xong vội vàng xuống ngựa quỳ trên mặt đường. Dượng Đế thề xong cũng ngửa mặt lên trời rồi nói tiếp: "Kính lại Quan Thiên, kiếp sau chu Quý Nhi này mà không cùng chăn gối với Hoàng Đế Đại Tùy thì xin nguyện thân này giữ phận cô độc, không còn thấy được mặt trời." Dượng Đế đưa tay kéo Quý Nhi lên ngựa. Quý Nhi vừa ngồi lên yên thì đã thấy Giả Nhi phi ngựa đến đâu. "Hoàng hậu đã về cung từ lâu, các phu nhân cũng đang chờ bệ hạ ở viện Cảnh Minh." Dượng Đế đáp: "Hoàng hậu vì cớ gì mà đã về cung rồi?"
Dạ nhi thưa, bệ hạ cứ về đi rồi sẽ thấy. Về đến viện Cảnh Minh, các phu nhân thưa, vì sao mà bệ hạ đến chậm thế? Vừa rồi chúng thiếp cùng hoàng hậu mới về đến đây, cùng kéo tới Vạn Hoa Lâu để chờ bệ hạ để dự yến tiệc. Không ngờ có một trận cuồng phong thổi bay cả cửa cả rèm, làm tất cả đèn nến đều tắt hết, lại vẫn chẳng thấy bệ hạ quay về, càng lo sợ hơn. Vì vậy hoàng hậu đã về cung trước, bảo chúng thiếp ở đây mà chờ bệ hạ. Dượng đế nghe thế cũng lấy làm kỳ lạ, nhưng trong lòng cũng muốn về viện nghênh huy với quý nhi để cùng nhau dài ngắn chuyện trò, nhưng lại sợ tiêu hậu nghĩ ngợi này khác nên phải đành lên xe đi về cung. Mọi người ai cũng về viện nấy, không biết sự việc ra sao, xem hồi sau sẽ rõ.